Sủi thanh nhiệt Live Cool giúp cho người nấu trong nhiệt miệng, mệt mỏi, sức đề kháng kém. Nhiệt lâm thì uống liền Live Cool. Hồng Vân và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng Toshiba Việt Nam. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ ngay và liền cặp đôi đầu tiên. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m65, tại vì con thích cái cảm giác che chở, không gia trưởng, không hút thuốc, không bài bà rượu chè đồ. Xấu thì hút thuốc. Hút thuốc hả? Hút nhiều không? Dạ thì ngày 2 gói. Trời ơi. Trời ơi. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời đi em trai. Bây giờ là bạn trai và bạn gái đã có mặt trên sân khấu, chỉ cách nhau có một cái dậu mồng tơi xanh rờn, một cái bờ rào tình yêu thôi. Hai bên trò chuyện với nhau thông qua cái giọng nói, chúng ta cảm nhận về nhau trước nha. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lần đầu tiên xin gửi lời chào cho Quyền Linh, cô Hồng Vân và cùng các khán giả có mặt ngày hôm nay, cùng bạn gái ngồi bên kia. Con tên là Võ Nhật Tú, đến từ Gia Lai, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tú là làm việc gì? Dạ con đang làm là bên kỹ thuật, bên máy tính. Máy tính làm ở quận mấy? Dạ làm ở Gò Vấp. Tú nhiêu tuổi? Thì hôm nay con 24. Rồi còn con. Dạ lần đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào bạn nam tên Tú bên kia, chào toàn vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Nhâm, năm nay con 25 tuổi. Nhà con ở Đắk Lắk nhưng hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang ạ. Ủa con làm Nha Trang hả? Dạ. Con làm nghề gì vậy? Dạ con làm giáo viên mầm non ạ. À giáo viên mầm non. Dạ. Nhà gái cho tôi biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ ưu điểm của con là người vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc, và đặc biệt là người sống có tình cảm ạ. Cái nhược điểm của con? Nhược điểm thì do sống tình cảm nên có thể đó cũng là một cái khuyết điểm của con. Và nhiều lúc thì con có hơi thẳng tính một xíu, nên là dễ bị người ta hiểu nhầm. Hiểu lầm về cái vấn đề gì? Dạ hiểu lầm như kiểu người ta bảo là con khó tính quá. Rồi mời Tú nói cho Nhâm biết đi, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ ưu điểm của cháu thì có thể lắng nghe được. Lắng nghe lâu lâu mới hiểu. Hay là lắng nghe là nghe là hiểu. Có nhiều người ta nghe nhưng người ta giả bộ coi như không hiểu đó. Rồi còn gì nữa? Khuyết điểm của con thì sống hơi cà nể, tính tình hơi nóng nảy chút. Nóng nảy hả? Trời sao nói chuyện nhỏ nhẹ, nóng gì? Nóng quá thì còn làm gì Tú? Nếu mà nóng nhất từ trước đến giờ thì có thể đập đồ. Đập đồ luôn hả? Còn đập cái gì vậy Tú? Dạ thì chén bát rồi. Trời ơi, những gì đó hả? Nhiều tiền đâu mua chén bát vậy, mỗi lần nóng nên đập hết trơn. Vậy mua chén nhựa thôi. Hồi xưa thôi chứ giờ. Hồi xưa? Ông bao nhiêu tuổi mà ông nói hồi xưa với bây giờ? Hồi 14 tuổi. Dạ con. Tức là hồi 14 tuổi đập đồ hay gì? Hồi 20. 20 là cách đây 4 năm. Bây giờ mình đầm hơn rồi, phải không? Dạ. Rồi con còn tật xấu gì nữa không? Tật xấu thì hút thuốc. Hút thuốc hả? Dạ. Có hút nhiều không? Dạ thì ngày 2 gói. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Giúp dữ con. 24 tuổi một ngày 2 gói. Trời ơi. Giúp dữ con. 24 tuổi một ngày 2 gói thì đến năm con 30 tuổi thì cái đô nó tăng lên bao nhiêu gói một ngày? Giữ gìn sức khỏe con ơi. Không được đâu. Dạ. Hút thuốc thì bỏ càng sớm càng tốt ha con ha. Cố gắng đi ha con ha. Rồi còn gì nữa không nè? Nói hồi đổ mồ hôi chân đồng nghiệp nhỏ. Thôi chùi mồ hôi đi con. Đổ mồ hôi đồng nghiệp nhỏ. Bớt đi Tú. Okay. Tú sinh năm mấy? Dạ con 96. 96 bằng bằng Nhâm bên kia 9 mấy? Bạn dạ con sinh năm 96 ạ. Ủa con 96 luôn kỳ hả? Vậy? Dạ. Vậy là hai đứa bằng tuổi. Ừ. Có mấy người yêu vậy? Dạ thì từ lúc đi làm thì cũng có khá mối tình nhỏ nhỏ vậy, trẻ trẻ là giỏi nha. 24-22 mối tình ha. Ừ đó. Rồi mình 28 mà chưa có mối nào luôn. Mối tình dài nhất là bao lâu con? Mối tình dài nhất thì cũng 4-5 năm. 4-5 năm luôn. Trời ơi, vậy con yêu sớm quá ha. 20 con yêu rồi ư? Hay là 18 con yêu rồi? Yêu 14. 14. Cái lý do để chia tay là lý do gì? Thì không thấy mối quan hệ cũ thì cũng tới thời điểm mà hai người không còn thấu hiểu với nhau được nữa.
chia sẻ được thì chia tay. Không tìm được tiếng nói chung phải không? Dạ đúng rồi. Có mối tình nào mà nó vướng mắc vào vấn đề yêu xa không? Dạ không. Tức là yêu xa không có ảnh hưởng gì tới tình cảm tình yêu của con đúng không? Tại vì nhỏ này thuốc Nha Trang lận con. Ở cái nhà gái bên cô thì cô cũng lo lắng cho nó ghê luôn vậy đó. Có mấy mối tình rồi? Dạ con tính ra thì có hai mối tình ạ. Nó cũng hai đó Linh ơi, nó hai mối tình rồi. Lý do chia tay? Dạ chia tay thì cái kiểu là con gái thì thường sẽ có như kiểu là giác quan thứ sáu vậy á. Hay là con phát hiện được là cái hai người đó là có người mới ở nhà. À tức là có người thứ ba đúng dạ, không? Và dạ. Con chủ động con chia tay đúng không? Dạ. Dạ con chào chú. Dạ con xinh đẹp dễ thương. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào đây Nhâm? Dạ con muốn tìm một người có ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m65 tại vì con thích cái cảm giác che chở. Có công việc ổn định, không gia trưởng, không hút thuốc. Không hút thuốc. Có nóng tính không? Dạ không, gọi là không tứ đổ tường, là không bài bạc rượu chè đồ. Nóng dạ. Tính xíu được không? Nóng tính thì nếu mà bạn đó có thể bỏ được thì có thể bỏ qua. Hồi xưa thôi. Bỏ được không? Được. Dễ thương lắm, thật tình ha. Rồi cái bên đàn trai bên ông thì yêu cầu cái mẫu hình con gái Tú như thế yêu cầu nào? Mẫu hình lý tưởng của con thế nào Tú? Dạ mẫu hình con thì thích kiểu giống như Mặc Minh này trong phim Gặp Nếp Gặp Tẻ mà cô đóng á đó, con phải. À có thể là cậu được ước thấy đó con. Rồi sao nữa nè, thích cái gì nữa nè? Tính cách thì có tính cách hướng về gia đình giống như nhân vật chị Hai. À rồi Lê Phương đó, nhân vật chị Hai. Rồi gì nữa nè, có miếng nào của con Hân không? Dạ không. Không vậy cũng đem Gạo Nếp Gạo Tẻ ở nhà ăn coi luôn đi. Chú thích cái mẫu hình người mẹ trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Cầu được ước thấy luôn nha Linh. Cầu được ước thấy nha. Rồi, bây giờ nè, yêu xa chú con có lo gì không? Dạ, yêu xa thì miễn sao anh ấy trung thủy là được. Rồi, quan trọng là tin tưởng nhau thôi. Dạ, đúng rồi ạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nữa để bổ sung vào đúng cái rồi. Điều đó. Đi với ai nào? Dạ, hôm nay con có đi với dì, mợ và có mấy người bạn ở trong đây. Đi cả nhà luôn ha. Dạ. Đây là dì nè, kế bên là dì. Dạ, bạn ạ. À, bạn có người yêu chưa? Bữa nào lên đây ngồi nha. Mấy người này có chưa? Lên đây hết luôn nha. À, kính thưa anh Quyền Linh Thông Thái cùng chị Hồng Vân xinh đẹp với lại tất cả các bạn trong tháng phòng ngày hôm nay thì ngày hôm nay đến ủng hộ bạn Nhâm và bạn Tú cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em rất là ngưỡng mộ cái chương trình này và đây là một cái cảm giác giống như là một cái món ăn tinh thần á, ngày nào cũng coi hết. Đại diện cho nhà gái ngày hôm nay thì em thấy rằng là có 3 vấn đề để mà hai bạn nên suy nghĩ lại, nhất là bạn Tú. Cái vấn đề thứ nhất là yêu xa, tại vì khoảng cách nó cũng làm cản trở cho đến tình yêu nhiều lắm. Cái vấn đề thứ hai là ở bạn Tú thì là cái thứ nhất là nóng tính, còn hút thuốc lá nữa. Đó, thì nếu như mà bạn Tú mà có thể khắc phục và bỏ dần dần thì dì nghĩ là còn trẻ nữa nên việc gì cũng có thể bỏ qua được và có thể tiến tới xa hơn. Với lại tình yêu của bạn Tú dành cho bạn Nhâm và hai bạn nếu như đủ lớn thì sẽ tiến tới xa hơn. Đây cũng là cơ hội thì cũng mong hai bạn nên tạo điều kiện cho nhau để tìm hiểu và tiến tới những bước sắp tới. Dạ xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn nhà gái. Mấy cô này mới mốt đăng ký luôn nha. Em có ý kiến sao bạn thân của em nè? Thấy được không? Thấy hợp gu với bạn không? À, con thấy ngoại hai người cũng xứng đôi ạ. Nhưng mà bạn nam hơi nóng tính thì con nghĩ nên bỏ dần dần. Rồi con muốn tìm người bạn như thế nào? Thì cái đó để con lên chương trình con hỏi sao? Đó thì cái chú Linh lạc đề quá, chú Linh bị hỏi luôn cho gọn. Đề giờ quá. Gọn luôn. Tú ơi, Tú con đi với ai vậy Tú? Dạ đây với anh Hiếu đồng nghiệp của con. Chào anh Quyền Linh với chị Hồng Nhung. Rồi đó, nhà gái bên kia. Chị Hồng Nhung hay là chị Cát Vân? Em nhớ. Dạ. Nói chung là em thấy bạn gái và Tú bên này ấy thì em thấy là hai bên cũng nhìn có nhiều nét tương đồng với nhau. Em cũng mong là hai bạn có cơ hội đến với nhau. Thì về cái em chia sẻ một tí về Tú. Tú là một người sống khá là chân thành. Còn cái vấn đề nóng của Tú á, thì theo như em được biết là có nghĩa là đập đồ thì khi đó chỉ có một mình Tú ở trong phòng thôi, không có ảnh hưởng tới ai cả. Nhưng mà sau thời gian thì em thấy Tú càng ngày càng giảm cái vấn đề đó lại rồi. Đập vô gối. Em có gia đình chưa? Dạ chưa chị. Rảnh lên đây chơi. Nghe bên kia cũng rảnh người lên đây chơi, tự tìm hiểu trước. Nói chứ thôi mở rào đi. Mở rào. Bây giờ mở rào để cho tụi con cảm nhận nghe. Nào tự tin lên. Mở rào. Bắt đầu đi Tú.
Hoa mình nhận trước đẹp. Đi mình nhận trước rồi mình trao sau con. Hoa đẹp quá. Cảm ơn thì cảm ơn bạn. Mình có quà tặng bạn. Con mở ra đi xem bạn tặng con cái gì Tú. Tặng con một ấm chén. Hả? Ly. Ly hả? Rồi, tại sao xong. Con lại tặng ly? Con nói đi. Nóng luôn, xong luôn. Theo con biết thì mọi người nghĩ là tặng ly thì dễ tan vỡ, nhưng mà con lại có suy nghĩ khác là cái ly thì cũng nó giống như tình yêu yêu vậy, thì ví dụ như là mình tặng cho bạn thì bạn biết trân trọng thì nó sẽ được bền lâu hơn, và nếu cũng giống như tình yêu là bạn biết trân trọng nó và bảo vệ nó thì tình yêu nó sẽ được bền lâu. Ly đẹp hả? Đừng nóng nha Tú. Trời ơi cái ly đó là hợp với ba đó. Ba thiệt, cái bông thì hợp với mẹ, còn cái ly thì hợp với ba. Cảm ơn. Rồi giờ hai đứa nói chuyện đi nè. Mở rào thì... ra Tú cảm nhận sao nè. Thì cảm nhận bàng hoàng, cũng có ngoài nơi nhìn cũng vượt ngoài cái mong muốn em. Nhưng mà con có tưởng tượng là đã, cái trong giống như là trong cái tưởng tượng của con không? Con có thích cái mẫu người giống như vậy không? Có. Còn con thì sao? Con nói đi, con thì sao? Dạ. Cũng hơn tưởng tượng của con. Hơn tưởng tượng của con luôn, hai đứa đều hơn hết. Nó xuyến xoắn rồi đó bây giờ luôn. Trái tim có xuyến xoắn rồi đó, hơi bị loạn nhịp rồi đó. Rồi mình nghe nói bạn là giáo viên mầm non. Đúng rồi. Em đi không phải bạn. Nghe nói em làm giáo viên mầm non hả em? Không, tại vì mình có một người chị cũng làm bên giáo viên mầm non. Thì cũng mình cũng giống giống bạn. Bây giờ chắc là cô nào cũng giống nhau. Bây giờ nè, quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Mỗi đứa có thể nói về quan điểm của mình đi, Tú nói trước đi. Quan điểm của anh về hôn nhân gia đình thì người phụ nữ trong gia đình thì cũng có thể phải là người biết lắng nghe. Cái thứ hai thì mình cũng muốn một người quản lý về cái tiền bạc chi tiêu gia đình, thì anh là người không có quản lý được cái tiền bạc của mình. Thì làm bao nhiêu là hết bao nhiêu. Với có phần của tính anh thì anh bị cà nể, thì nhiều lúc anh không có thể nói lên được cái suy nghĩ của mình. Anh bị phụ thuộc vào một mối quan hệ nào đó. Thì khi mà anh sợ anh nói lên cái suy nghĩ của mình thì để bị đối phương nghĩ cái theo cái chiều hướng tiêu cực, nó không đúng với suy nghĩ của mình, nên thành ra nhiều lúc thì anh không có muốn nói ra thì cứ im. Không biết thì em có thể chấp nhận cái tính đó không? Dạ, có thể được đó. Thì nếu như mình đồng ý với nhau thì em nghĩ thì khoảng thời gian bao lâu thì mình có thể tiến tới nhỉ? Cái đó cũng không thể nói trước được. Nếu mà anh có thể cho em được một cảm giác an toàn và em cảm nhận được cái điều đó, cảm giác an toàn sớm thì có sớm. Cái đó là tùy phụ thuộc vào anh. Thôi, bây giờ mình đến nắm tay bạn gái nào. Bước tới. Nắm tay bạn gái, nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thâm thẳm, đôi mắt Pleiku đấy. Đôi mắt Gia Lai, Đắk Lắk gì đấy. Và hãy hát một bài nào đó. Hát bài gì đó. Nắm tay em thật chặt hay là... Đó mồ hôi dữ gì bạn. Gì đó. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bắn mấy ngàn biển rồng, ta yêu em qua đông tàn ngày tần. Yêu em như yêu vùng trời mến mong. Rồi hay đấy chứ. Giọng hay nghe. Giọng hay đấy. Rồi nhâm đi nhâm. Hát liền con. Không cần biết anh là ai luôn. Đúng. Khi anh thấy cô đơn trong lòng nhớ ai, em mong bước chân anh về trong sớm mai. Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm lòng, hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. Trời, hai đứa rất kinh quá à. Rồi về đi Tú, về đi Nhâm. Rồi ngồi con. Hy vọng rằng trái tim chúng ta sẽ cùng chung nhịp đập nha. Bây giờ để tay vào nút bấm đi. Nếu như trái tim các bạn thật sự rung động thì đừng ngại ngùng gì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu thật sự không rung động thì không cần bấm đâu. Hãy nhường cơ hội để cho người khác. Hàng triệu khán giả đang theo dõi truyền hình, gia đình, bạn bè của các bạn đó nha. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Ôi ôi, sao bấm chậm quá vậy? Nắm tay nhau thật sự đó. Thật sự là chúng ta đã bắt đầu hẹn hò với nhau rồi. Chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Nhìn nhau cười cái coi. Đó, trời ơi, cười thấy thương vậy sao? Giờ con phải làm cái nhiệm vụ. Con hãy đặt nụ hôn đầu tiên lên má của bạn Nhâm.
đúng luật các con. Em xin phép hôn nhau. Cái đó là ba hôn con. Đây nè. Hôm nay chưa gọi đầu đó. Trời đó. Ơi. Đừng nói là gọi đất luôn vậy đó thiệt các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Tặng mỗi bạn một lò vi sóng Toshiba có chức năng hẹn giờ lên đến 35 phút, tiết kiệm thời gian, xuất xứ Thái Lan. Hãy tìm nhau cho ra tiếng nói chung nha. Như vậy chúng ta đã kết thúc cặp đôi đầu tiên rất là thuận lợi. Có thể nói đây là một cặp đôi rất là dễ thương. Còn bây giờ cặp đôi thứ hai thì sao? Thì bây giờ mình đóng rào lại, mình mời hai nhỏ ra. Đúng rồi. An toàn, hiệu quả, có sẵn trong nhà. Trẻ chống ho cảm, dùng ngay ít nhi. Hùng có mấy mối tình rồi? Cũng là khá là nhiều. Chắc không phải tầm 10 mối tình. Trời ơi. Em thấy 10 mối tình thì cũng khá là nhiều. Rồi là quen, rồi là bạn ấy có cưới luôn rồi, đúng không? Để giờ tình duyên của em thôi, nói luôn đi. Thật ra thì nếu mà đúng ra thì em chỉ yêu và quen hai người lâu lắm rồi. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Rồi, xin mời ngồi. Em tên chị. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào khán giả. Em tên là Hùng, sinh năm 83, nhà hiện tại đang ở Bình Dương. Em làm vừa kinh doanh vừa làm cho công ty. Hùng quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Hiện tại thì em đang ở một mình ở nhà riêng. Một mình nhà riêng luôn. Rồi, bây giờ mình nhà gái rồi mình nói to lên xem nào. Dạ, em chào hai MC, chào bạn kế bên với lại tất cả mọi người ở dưới. Em tên là Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1985. Hiện tại em sống và làm việc ở Đồng Nai. Em hiện tại là nhân viên của bên công ty sản xuất là bên gỗ, bên nội thất. Dạ, em bên thu mua. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh của em thì em cũng khá hòa đồng với mọi người, sống cũng tình cảm. Điểm yếu của em có lẽ là nhiều khi em hơi nội tâm. Cũng có khi nếu mà ví dụ gặp người mà mình hợp á, thì mình nói rất là nhiều, nhưng mà có nhiều khi mình lại không... Không hợp thì không ai nói được đâu. Dạ. Thực sự không hợp thì không thể nào nói được. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu gì nói cho nhà gái nghe đi. Các MC và các chương trình thì điểm mạnh của em là nhanh nhẹn, nhưng mà chịu học hỏi và khá kiên định với những cái mục tiêu mơ của mình, phấn đấu thực hiện đến hết sức có thể và kết quả như thế nào thì cũng vui vẻ chấp nhận. Còn điểm yếu thì là sống khá tình cảm, thiếu quyết đoán và dễ tin người, bị người ta lợi dụng khá nhiều. Không có mấy mối tình rồi? Mối tình thì chắc đến giờ này thì cũng là khá là nhiều, chắc cũng phải tầm 10 mối tình. Trời ơi. Người rất thật thà. Mối tình dài nhất là khoảng bao lâu hay không? Mối tình dài nhất là gần 3 năm. Gần 3 năm. Mối tình ngắn nhất là bao nhiêu năm? Mối tình ngắn nhất là 3 tháng. Em có kết hôn lần nào chưa? Dạ có kết hôn, đó là mối tình sau. Mối tình đó là cũng bạn này thì ở ngoài Bắc, ở ngoài Bắc hẳn luôn. Thì yêu thì cũng yêu xa. Trước khi cưới khoảng 1 tháng thì mới quen nhau chính thức. Cưới về được gần 3 tháng thì phát hiện ra nhiều điều là không hợp nhau, rồi sau 8 tháng thì chia tay. Mà em đã có cháu nào chưa Hùng? Dạ chưa được 3 tháng thì chưa được 3 tháng mà. Xác định là không thể ở được với nhau rồi, cho nên là thôi không có việc con luôn. Cái là phải tạm dừng. Dạ chào chị. Tình duyên của Hùng phức tạp quá nha. Cho tôi xin vài phút tôi hỏi thăm nhà gái chút xíu nha. Dạ em chào em. Chào em gái thân mến. Dạ rất là xinh. Thì nghe cái câu chuyện bên đằng trai vậy đó, em thấy có gì đáng quan ngại hay có gì lo gì không? Em thấy 10 mối tình thì cũng khá là nhiều á. Rồi là quen, rồi là bạn ấy có cưới luôn rồi, đúng không? Bây giờ tình duyên của em sao em nói luôn đi. Thật ra thì nếu mà đúng ra thì em chỉ yêu và quen hai người lâu lắm rồi. Từ hồi sinh viên với sau khi em ra trường khoảng 1 năm á. Một người mối tình thứ hai á, là bạn đó ở ngoài Phú Thọ. Hai người quen nhau khoảng được 2 năm á.
Nói chung là em cảm thấy bạn ở ngoài ngoài kia mà bạn làm bên xây dựng á, em cũng rất là sợ, tại vì đi đây đi đó nhiều á, em cảm thấy không an toàn. Từ ra từ đó tới giờ thì anh chị rồi là mọi người cũng làm mai làm mối rồi em cũng có gặp nhiều, nhưng mà em cũng cảm thấy là có nghĩa là mình không gần gũi được, mình không có một cái sự tương đồng, nên là em không thể nào mà yêu được. Em nói về cái mẫu người phụ nữ như thế nào thì em có thể đi đến suốt cuộc đời được? Từ trước nay em cũng chỉ thích có như vậy thôi, là thứ nhất là về cái ngoại hình này, da trắng một chút. Da trắng một chút. Dáng cao khoảng từ 1m58 trở lên. 1m58 trở lên. Đừng có mập béo quá. Còn hơi, về... hơi bị tổn thương đó nha. Còn à... giỡn cho em bớt run. Tính tình thì sao nè? Tính tình thì nói chung đó là một người phụ nữ mà của gia đình, hai là trung thủy, đáng tin, biết chăm lo, biết điều, có cái tâm tốt, và cái nữa là đừng có ích kỷ quá. Ok, bây giờ chị sẽ hỏi cái mẫu người lý tưởng của em, nói đi, em nói cho ông mối nghe đi. Dạ, cái mẫu người lý tưởng của em thì về ngoại hình như thế nào? Ngoại hình thì em thích bạn ấy, nói chung là không cần đẹp trai nhưng mà ưa nhìn một tí, nếu mà mũi thẳng thì đẹp hơn, tốt hơn. Em muốn là người đó sống nghiêm túc, với có chí cầu tiến trong công việc và cũng trong trong gia đình. Em cũng đã lớn tuổi rồi nên là em muốn một người là người ta giống như là mình yêu là xác định, chứ không phải là mình để mình quen rồi lâu như thế nào đó, tìm hiểu quá nhiều quá thời gian, hoặc là mình nói là mình cứ tìm hiểu đi cứ 1 năm 2 năm hay là như thế nào đó, là em không thích như vậy. Rồi hôm nay em đi em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Em nói chung là em trong công ty với đồng nghiệp. Em chào chị Vân, anh Linh và anh Nam bên này. Em thì em quen chị Trang cũng được 5 năm rồi. Em ở Nghệ An ạ. Cho em hỏi, xin đặt câu hỏi với anh Nam bên này với ạ. Ok, em cứ hỏi đi. Không biết là sau này anh sẽ dự định sống ở Bình Dương hay là ở Thanh Hóa? Thanh Hóa thì chắc chắn anh không bao giờ anh ở. Bình Dương thì hiện tại đang ở đấy. Nhưng mà anh có nhiều cái ước mơ ở nơi khác nữa. Là nghĩa là sau này anh không có ý định là sẽ về về già hay là gì đó, về Thanh Hóa sống hay là sao? Thật ra sau này thì dự định như thế nó xa quá, mà cái việc đấy nó không quan trọng em. Ở đâu cũng như Việt Nam mình sống tốt được là được, không quan trọng ở đâu cả. Nếu chị em muốn sống ở Đồng Nai thì anh có chuyển xuống dưới Đồng Nai sống không ạ? Cái việc mà chị em muốn thì không phải là một mình chị em muốn, mà phải là muốn cho cả hai hay cả một gia đình. Chị em muốn mà chồng con nó không muốn thì cũng phải theo chồng con, chúng nó lấy theo số đông. Còn trước mắt thì ở đâu thì với anh nó rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Dạ em xin cảm ơn ạ. Em trai đi với ai? Đi với đồng nghiệp em áo trắng. Dạ thì em chào chỗ anh Linh và chị Vân ạ, và chào quý khán giả xem chương trình ạ. Thì em đang như là bạn của anh Hùng thôi. Đấy, thì hiện tại thì anh Hùng cũng đang ở Bình Dương mình. Em cũng có đặt câu hỏi như thế này. Anh Hùng thì cũng trải qua nhiều cái mối tình rồi, rất là nhiều rồi. Thì không biết là bạn thấy có khó khăn vì vấn đề khi tiếp xúc với ảnh sau này không? Thì cái điều đó thì cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là hai người có hợp nhau không thôi. Bản thân mình cũng vậy. Nếu mà ví dụ như là mình cũng có thể tìm hiểu, nhưng mà mình không hợp thì thôi, mình đi uống cà phê hay này kia gì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà không biết là bạn ấy kể mối tình của bạn ấy là nó đã đi tới đâu thôi. Còn ví dụ như đúng không cô? Còn cái vấn đề mà nói là quen bao nhiêu người không quan trọng, mà trọng dừng chân ở bấy nhiêu người rồi thôi, mình sẽ thông cảm được. Đó rồi, em chỉ đặt câu hỏi như vậy thôi à. Vậy đó hả? Em thấy hiện tại là bạn nữ đấy cũng khá là dễ thương, thì em nghĩ là anh Hùng khi gặp mặt thì chắc sẽ có cái quyết định. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, mở rào, hãy trò chuyện với nhau, tìm hiểu nhau để xem điều gì xảy ra. Mời Hùng. Ê, xoay đi, xoay đi. Rồi. Chào quà đi nào. Chào anh. Chào em. Em có muốn quà nhỏ tặng anh. Lần đầu tiên gặp em thì cũng không biết em thích cái gì, thì có muốn quà nhỏ tặng em. Dạ, em cũng tặng anh món quà nhỏ. Dạ. Anh gặp mặt em lần đầu tiên anh cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào thì bây giờ mới mình nhìn được chắc chưa được một phút, cho nên là cảm giác nó đang rất là lung tung. Rất là rung hả? Rất là rung hay là lung tung hả anh? Vừa rung vừa lung tung. Chắc chắn có một điều là đến đây để mong muốn một cái hạnh phúc lâu dài. Em có nghĩa là em muốn là thực sự mà nói là sau cái lung tung của anh á, thì anh cảm nhận về em như thế nào?
thoạt nhìn thôi, giống như là mình chỉ mới nhìn qua thôi, mình có thể cảm tình hay là như thế nào không? Thì đó là em muốn là nghe điều đó của bên anh. Nói chung là nhìn em thì là một người khá dễ mến. Một cái điều mà để anh cảm thấy được là một cái sự nghiêm túc về anh thì anh là người cực kỳ thẳng thắn, cương trực. Nói chung là không bao giờ thích gian dối một chút nào cả. Vô cùng có trách nhiệm với việc làm và lời nói. Yeah. Đã nói là làm, nhưng mà làm bằng tất cả cái gì mình có, bằng cái lương tâm, bằng trái tim, chứ không phải là làm nó cái kiểu là làm nửa vời. Trong tình cảm cũng vậy, cho nên là tình cảm hay bị trắc trở nó nhiều. Nhưng mà sau những cái cuộc đổ vỡ của trong hôn nhân với lại trong các tình trường á, thì anh có rút ra là anh có những yếu điểm nào mà anh cần phải thay đổi hay là anh cần phải cố gắng hơn như thế nào đó không ạ? Cái điểm mà phải thay đổi nhanh mà gấp nhất là nóng vội. Nóng vội, đúng rồi. Em nghĩ cũng không cần phải nóng vội gì cả. Vì cái thứ hai là phải lý trí với điều khiển trái tim lại một chút nữa. Không, như nếu mình yêu theo cảm xúc thì mình đó là điều tốt. Em thì lại khó mà yêu. Đó là, em rất là khó yêu. Em có vẻ là tại vì em hơi thận trọng. Có lẽ là hơi đối lập với anh cái chỗ là... Không, thận trọng thì nó là điều cho phép. Tại vì em là con gái mà. Con gái mà không thận trọng thì chắc là cũng phải xem xét lại. Thì anh cho anh hỏi Trang một câu ha. Dạ. Trang có cái mong ước hay là cái dự định gì cho tương lai? Có lẽ con gái thì người ta cũng mong có một người chồng là giống như là yêu thương mình, quý trọng gia đình mình, với lại là biết chăm lo cho vợ con, thì đó là một điều mong ước lớn nhất rồi. Thế thì Trang đã chuẩn bị được cái gì hay là sẽ mình bản thân mình ấy? Là sẽ làm gì để đạt được cái thì tất cái nhiên cái... rồi, tất nhiên là có nghĩa là phải sống phải có qua có lại. Dạ, hiện tại là đang có bản thân mình đang như thế nào, mình sẽ làm ra làm sao để đạt được cái mục đích đấy. Thì tất nhiên là mình phải là một người tốt, mình biết chăm lo cho gia đình thì mình mới mong được là người ta thương yêu, đúng không? Thế nếu mà mình không có cố gắng trong cuộc sống thì làm sao mà mình được mọi người thương yêu được. Bước tới bạn gái, nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó, xong nói cái gì đó nào, tấn công, hỏi em ơi thích, ngày mai em thích đi đâu chơi hay là em thích du lịch hay không, em thích cái gì đó. Nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mặt bạn gái thử xem nào. Mạnh dạn lên nào. Thật ra thì tình cảm không thể nói bằng lời hay bằng hành động nữa, bằng ai nhìn thấy. Yeah. Tình cảm thì nó phải qua trái tim. Cũng không biết nói gì nhưng mà không biết là anh nói là anh là người hay nhưng mà có nghĩa là cảm xúc quá, nhưng mà sau anh gặp em anh cảm thấy nó lung tung, anh không xác định được là anh có một cái cảm xúc như thế nào. Ví dụ như có nghĩa là cái nhìn thiện cảm hay là anh cảm thấy ưng hay không ưng, thì anh phải thể hiện ra điều đó chứ anh dở ưng ương vậy là em không hiểu được. Nếu bây giờ anh nói là anh ưng thì chắc chắn không ai tin. Ưng không phải là yêu, ưng là có nghĩa là mình mới nhìn, em nhìn anh lên em thấy ưng quá. Bình thường đúng không? À, cái ưng cảm nhận đó. Thiện cảm. Nếu mà không ưng thì nhờ. Không đến anh không đến nắm tay làm dạ gì. Cảm ơn anh. Thật ra cái này nó hơn lời, anh mới nói là cái này nó hơn lời bằng cái cảm nhận này bằng hay nó hơn lời nói rất là nhiều. Nhưng mà anh phải thể hiện ra em mới biết được. Anh mà khéo anh nói thì bây giờ anh không bao giờ anh đứng ở đây rồi. Dạ vâng, vậy thì để em hiểu anh rồi thì để. Rồi bây giờ em gái nói đúng đó. Bây giờ Hùng suy nghĩ trong lòng điều gì đối với người đối diện, em phải nói cho người ta biết. Anh cảm nhận thật sự thì em có thể là em là một người phụ nữ của gia đình. Anh hy vọng là sau buổi hôm nay thì mình sẽ hiểu hơn, tiến xa hơn, thì đến cái mục đích mà cả hai chúng ta bước đến đây. Dạ, em cảm ơn anh. Để tao nút bấm đi, cho bất kỳ ai đi nữa. Anh nghĩ rằng là đàn ông chúng ta nên chủ động trong tất cả mọi công việc. Và suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn nha. Chuẩn bị. Chuẩn bị nha. 1 2 3 Hết thời gian. Hãy nắm tay đi. Đúng rồi. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Rồi, thế em hôn má bạn gái em đi. Rồi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Dạ, em cảm ơn.
Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Tặng mỗi bạn một lò vi sóng Toshiba có chức năng hẹn giờ lên đến 35 phút, tiết kiệm thời gian, xuất xứ Thái Lan. Mong mọi điều tốt đẹp nhất nhé. Như vậy chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay. Vẫn là một câu rất là quen thuộc. Chúc cho những cặp đôi đã đến với Hoàng Muốn Hẹn Hò sẽ mau chóng tìm được hạnh phúc cho riêng họ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình Toshiba đỉnh cao, chất lượng Nhật Bản. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Chưa trải qua một mối tình chính thức nào hết à. Em thích người ta mà em không dám nói. Em cũng lẻ bóng lâu năm. Dạ, em muốn tìm một bạn nữ, nói chung bạn vui vẻ. Có luôn. Có hết luôn. Cũng có suy nghĩ tích cực trong cuộc sống. Có đó, bạn có ơi, luôn. Thấy là có năng lượng rồi. Mừng quá anh. Mừng quá. Dạ. Mối tình đầu tiên là quen cũng hơn 5 năm. 5 năm. Dạ, còn mối tình thứ hai gần nhất là gần 7 năm. Thôi ơi. Trời ơi. Vậy làm yêu mười mấy năm rồi đó. Con cưng nè. Từ trước giờ là con chưa có mối tình nào hết hả? Ở ngoài con cũng ít nói chuyện, ít giao tiếp với mọi người á. Còn con cũng ít bạn nữa. Thực ra là em không có gọi là quá dám ước mong hay là cái gì cao siêu hết á. Chỉ cần là hai người mình hợp ý với nhau thôi. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.